Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT đang chuẩn bị thúc đẩy các tour du lịch sáng sớm và buổi tối để ổn định thị trường trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt khiến du khách chọn ở nhà thay vì tới các điểm du lịch ngoài trời. Theo bà Samradi Chichong, Tổng cục Phó TAT phụ trách tiếp thị nội địa, cơ quan này sẽ chuyển trọng tâm vào các chiến dịch quảng bá sang du lịch sáng sớm và ban đêm để tránh nắng nóng gay gắt. Theo bà, thời tiết nắng nóng đã khiến cho người dân nước này ngại đi du lịch, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiều người tránh các địa điểm ngoài trời, chẳng hạn như đền chùa và chọn các hoạt động trong nhà hoặc địa điểm du lịch có không khí mát mẻ, chẳng hạn như thác nước, để kích thích thu nhập cho các nhà khai thác địa phương đang bị mất doanh thu do thời tiết. TAT có kế hoạch thúc đẩy các hoạt động phù hợp hơn vào buổi sáng, buổi tối và ban đêm, chẳng hạn như chạy bộ, chèo thuyền hoặc ngắm sao. Bà Somradi cho biết TAT cũng có kế hoạch cải thiện thị trường trong mùa mưa, đặc biệt là ở miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, để bù đắp tổn thất do khói mù độc hại PM2.5, PM2.5 kéo dài hơn dự kiến ở những khu vực này.